Ok, xin chào mọi người, năm mới phát tài. Hôm nay là ngày khai trương của Mr. Tin. Mr. Tin sẽ dẫn mọi người đi cùng Mr. Tin. Ngày đầu tiên đi làm của Mr. Tin, ngày khai trương sẽ có gì? Cùng đi thôi. Việc đầu tiên trong ngày là phải đi ăn sáng lấy tinh thần. Rồi, đến cửa hàng của Mr. Tin ở Châu Thành nha. Giờ cùng Mr. Tin xuống khai trương nha. Ok, hôm nay là hộp đầu năm nha, các trưởng bộ phận. Ok, giờ tới tiết mục lì xì nhân viên nha. Đây, ở trong đây sẽ có tất cả bao này thì dưới 1 xị sẽ có một bao 5 xị, một bao 2 xị và 2-3 bao 1 xị nha. Bây giờ bóc hên xôi. Giờ tới tiếp một quay clip để chúc Tết nha. Ok, chiến nhiệm chương thứ hai là đến chỗ quảng cáo Mr. Tin ha. Giờ Mr. Tin vào để lên phương án đặt cái logo cho TikTok shop. À, logo thương hiệu, nguyên cái gương mặt của Mr. Tin trên TikTok shop, gương hiệu logo gắn lên những sản phẩm nha. Bây giờ vào để thiết kế nha mọi người nha. Ok, hôm nay là Mr. Tin phỏng vấn chuẩn bị cho nhân viên TikTok shop nha mọi người nha. Ok, là kết thúc hành trình một ngày Mr. Tin. Mr. Tin mới lấy heo quay về nhà mẹ. Vợ Mr. Tin đang trên đường về nhà mẹ vợ để lấy heo quay kho, nước tương và cải mặn dưa. Là đó là một ngày khai trương của Mr. Tin nha. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, năm mới phát tài. Nhớ ủng hộ Mr. Tin năm 2024 nữa nha.